Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Những cặp đôi khác họ sẽ dành tặng những đóa hoa cho nhau, nhưng anh nghĩ anh không có giống như vậy, là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình đi em trai. Dạ em xin chào anh MC Quyền Linh. Xin chào chị MC Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ ở phía bên kia. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là một ca sĩ tự do. Wow, ca sĩ. Dạ vâng. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng ạ. Biển vẫn cứ thế trong về nơi xa, kia hoa ngôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Xin cảm ơn ạ. Một màn chào xuân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như, năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và bạt ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc. Đúng rồi ạ, đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa ạ. Hiện tại em đang làm trong một khu du lịch và khu du lịch này có một con thác được bình chọn là đẹp nhất thế giới, đó chính là khu du lịch thác Đam Ri ạ. Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không ạ? Để đáp lại thôi, nghe đáp trả nó nặng nề quá. Em xin gửi đến bạn nam cũng như các bạn khán giả bài thơ là Mai anh về Bảo Lộc với em không. Mai anh về Bảo Lộc với em không, nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, vùi thật sâu giấu mình trong chiếc áo. Đêm phố thị sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay. Hay mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng sóng. Có cậu bé khua đôi chèo lóng ngóng, cá không nhiều liệu đủ bữa hôm nay. Về để nghe hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh chiều cầu an Phước Huệ. Nhà thờ bên đang vào giờ thánh lễ, vẫn đâu đây nghe một khúc kinh cầu. Về đi anh, mình cùng đến Đam Ri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm, nghe chuyện tình dẫu ngàn năm còn thắm, một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Trời Cho chị ơi, mượn thôi. sao mà Em nó gửi chị ngọt ạ. ngào, nghe ai cũng về Bảo Lộc hết trơn. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi mà cô ấy đã có đính đây một cái nơ. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn. Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Dạ em cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi mình nói luôn về ưu điểm của mình Đúng đi rồi. nè. Dạ ưu điểm của em là em tự lập ạ, quyết đoán mạnh mẽ ạ. Em có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm. Các vấn đề về đi làm, kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ.
Giỏi quá. Em là một người hết mình vì công việc ạ. Cho nên là đôi lúc khi mà mình hết mình vì công việc, cho nên là em thường hay mang việc về nhà, cũng như là không chăm sóc bản thân mình. Về ưu điểm thì có thể là em là một người rất thích chia sẻ, và chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Em là một người cũng khá là cầu toàn á, cho nên là cái việc đó đâm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm và lừa vừa là nhược điểm của em. Luôn luôn muốn chu toàn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nhược điểm lớn nhất của em đó là hay quên. Em rất là hay quên. Em hát em có quên lời không? Dạ, dạ đôi lúc cũng có ạ. Trời đất. Dạ, em còn hay bị là một cái là hay nổi nóng. Dạ vâng, em lâu lâu em hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà cái việc nóng tính của em chỉ diễn ra trong khoảng một vài phút thôi. Sau đó là em lại bình tâm lại. Một vài phút là đủ gây ra tai nạn rồi. Một vài phút có đủ để làm tổn thương những trái tim đơn lẻ rồi. Thì đó là một cái nhược điểm lớn nhất của em. Em rút lại một vài giây được không? Em rút lại một vài giây được không? Em đổi lời lúc nào em nóng tính em hát được không? Dạ, dạ cũng được luôn ạ. Ừ, dạ, vậy đó... đi cho nó nhẹ nhàng đi. Dạ vâng ạ. Không. Với lại lúc nãy em có nghe bạn nữ nói là vì bạn nữ làm việc nhiều quá cho nên là đôi khi bạn nữ không có chăm sóc cho bản thân mình nhiều. Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Bắt đầu xuất hiện ngôn tình rồi đó. Thôi nhà gái, em con đường tình duyên thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ 3 năm anh ạ. Trời, 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm chia đó. Chia sẻ với nhau rất là nhiều nhưng mà không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm hả? Dạ. Chị qua chị nhiều chuyện coi nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ. Trai chắc cũng khá lắm à. Dạ, dạ chị Lệ. Thì về tình trường của em thì chắc là em có 3 mối tình. Thấy chưa? Chắc khá là rồi. Có 3 mối tình đấy. Chắc là thấy khá rồi đó. À, lúc thật sự là chính xác là 3 mối tình. Ừ. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi. Khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó. Nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Dạ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ về tất cả mọi thứ. Đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bên đây là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam luôn đấy. Có đủ luôn. Thật ra nãy giờ á, mình nghe cô gái nói thì cô gái này gọi là có đầy đủ những cái gì em muốn. Thậm chí có hơn luôn. Tôi không phải nịnh đàn gái chứ tôi thấy là đàn gái ok. Rồi giống người Nhật quá ta. Xinh xắn dễ thương, bản lĩnh. Tôi cũng rất tự hào về nhà gái của tôi. Còn nhà trai tôi thấy hát hay, cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng nhanh nhạy ha. Bây giờ mong muốn nhà gái có bạn trai như thế nào à? Một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia không? Dạ em mong muốn người bạn trai của em đầu tiên là phải là người trưởng thành ạ. Trưởng thành có. Dạ. Không cần quá đẹp trai. Cũng hơi được. Hơi đẹp trai. Dạ không cần quá đẹp trai nhưng mà sống phải tử tế lương thiện ạ. Có lương thiện không em? Dạ. Khó trả lời, đừng hỏi điều đó, nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi hỏi có lương bổng hay không thôi. Lương bổng hay không thôi. Có lương bổng không em? Dạ lương, lương cũng bay bổng vậy lắm đó. Dạ lương em cũng bay bổng vậy lắm. Người ta quan trọng lương bổng thôi. Giờ hỏi cô gái đâm ri đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị gái của em ạ. Trời dạ ơi. Chào nhà gái. Dạ nhà gái xinh xắn. Người ta chỉnh chu chưa? Mời những cô gái Bramri. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào em, chào bên đàn trai, chào tất cả các bạn trong khán giả trường quay. Nhìn thấy bạn nam thì cũng khá là dễ nhìn, hát rất là hay. Nhà chị là 4 chị em gái, bé Như là con út thì mọi người trong nhà lúc nào cũng rất là yêu chiều bé Như. Nhưng mà khi mà bé Như đi qua Nhật á, thì mọi người hoàn toàn bất ngờ vì bé Như là một người rất tự lập. Ở trong bạn đấy là có những cái tiềm năng mà gia đình cũng khá là bất ngờ về bạn này. Nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Nghe chị ấy nói bây giờ tôi mới ngược lại nhà trai. Bảo trọng nha em. Bảo trọng nha em.
Rồi, còn đây là chị hay là em của nhà gái? Dạ, em là chị ạ. Chị thứ mấy? Dạ, em chị thứ ba ạ. À, em thấy anh sao? Em thấy anh rất là đẹp trai, có tài. Còn bên đàn gái thì gọi như là trai tài gái sắc ạ. Dạ, nếu mà em cảm thấy con tim mình rung động thì em hãy cho chàng trai bên này một cơ hội để hai người cùng bước đến một con đường dài hơn. Mấy chị em ai còn ở không? Hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là... Ở không thôi hả? Không phải là ở không. Bé ở nhà có gia đình hả? Còn ba chị em ở không hết hả? Đi gả thêm bé này nữa. Để tụi tôi lo mấy vụ này hết cho. Rồi, bây giờ thì mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với những người đồng nghiệp của em. Đây là những người cùng em làm việc về âm nhạc ạ. À, rồi, chào em chào trai. Chào nhà trai ạ. Dạ. Em xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giới thiệu em tên là Kiên ạ. Thì nãy giờ em ngồi nghe bên nhà gái đã chia sẻ có vẻ hơi uổng phí khi mình chưa tới Bảo Lộc ạ. Dạ, mới nhìn người Bảo Lộc thôi, nhưng em thấy yêu Bảo Lộc rồi đó. Dễ thương á. Nghe đã đôi tay thiệt. Những cái tài năng của bạn nữ bên này thực sự là khiến cho em rất là ấn tượng. Anh Bảo là một ca sĩ thì cái công việc về thời gian, về tính chất công việc nay đây mai đó, rồi cái sự bấp bênh rất là khó. Rất là bấp bênh. Cái đó là cái mà nhà gái chú ý ha. Em sẽ đề nghị với anh Bảo, nhất là anh Bảo làm rể ở Bảo Lộc rồi dắt bọn em đi thì quá là tuyệt vời. À, cảm ơn nhà gái, nhà trai rất nhiều. Để ca sĩ với gọi là thi sĩ chúng ta gặp gỡ nhau thế nào nha. Mở rào. Anh chào em. Như những cặp đôi khác, họ sẽ dành tặng những đóa hoa cho nhau. Dạ. Nhưng anh nghĩ anh không có giống như vậy, là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Và anh chỉ có thể muốn nói với em là anh sẽ tô điểm cho đóa hoa đó. Anh có chuẩn bị cho em một cặp hoa tai. Anh xin phép đeo lên. Đây chị cầm đó, chị cầm cái hộp đó. Chị đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy. Giật ra. Trời ơi, ông rung. Em rung quá. Rồi đeo đi. Em thông cảm nha, anh hơi rung lắm. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có... Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn chứ. Bây giờ em trai về đây ngồi đi nào. Chưa, nhà gái chưa tặng quà nha. Ủa vậy còn? Trời hôm ơi, tôi đáo nữa. Hôm nay em mang từ Lâm Đồng lên một bức ảnh, một bức tranh tặng anh ạ. Anh có thể mở cái bức tranh này ra để em nói về ý nghĩa bức tranh được không ạ? Ok. Em phụ anh nha. Ok. Anh chế thật. Em gửi tặng anh thác Đam Ri. Đây là biểu tượng của quê hương em. Và em tặng món quà này gửi tặng anh. Và hy vọng rằng anh có thể để món quà này trong một vị trí ngôi nhà của anh ạ. Anh sẽ để vào nơi mà luôn luôn lúc nào anh cũng thấy. Đó là trong trái tim anh. Rồi, đem về đây đi nào. Dạ được. Bây giờ tới lúc mình hai đứa trò bấm nút chuyện luôn không? Hai đứa bấm nút luôn không? Bấm nút luôn không? Bấm nút luôn không? Anh nhìn rất là lịch lãm ạ. Còn anh nghĩ gì về em ạ? Đúng, đây là cái gu của anh rồi. Chắc là ngày hôm nay sau khi anh rời khỏi chương trình này, anh sẽ có một người gọi là người yêu của anh. Nếu như ngày hôm nay em không bấm nút thì em vẫn hy vọng anh có thể làm bạn và có thể dẫn gia đình anh cũng như bạn bè đồng nghiệp anh đến quê hương em.
À, và thật sự là cái rung động ban đầu nó rất là cần thiết á. Nếu như mà em làm anh buồn thì em mong rằng anh cũng có thể tha lỗi cho em nha. Cô nói vậy hẹn hò sao mà em đưa ra thử cái vấn đề coi sao. Anh nghĩ là quá đó. Chắc là có những vấn đề gì mà chúng ta chưa có hiểu được với nhau. Thì anh nghĩ là cái bước sau này, sau chương trình này thì có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Còn cho nhau một cơ hội hay không thì cứ để thời gian sẽ quyết định. Mới vô nói sao xui quá vậy? Chắc là cô này cũng hơi lo lắng về chuyện xa xôi đó. Cái mong muốn của em là gì? Thật sự là em cũng muốn một bạn ở gần em một xíu. Tại vì là em là con út và em muốn là làm sao mà mình lo được cho mẹ nữa. Người ta dọn nhà lên ở luôn rảnh được không? về khoảng cách để em lo cho gia đình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ hỗ trợ em được. Tại vì vấn đề rất là dễ cho nên em đừng có lo quá. Bảo Lộc cũng hát rồi sao? Thành phố Hồ Chí Minh cũng hát mà. Anh nghĩ là có một ngày nào đó anh sẽ đem tiếng hát của anh lên tận trên Bảo Lộc để hát cho em nghe mà. Ben nghe câu này Ben cũng hơi lo. Chắc sắp có một người bỏ Ben. Nói vậy rồi thôi mình quyết định thôi. Nào, bấm nút là chúng ta quyết định hẹn hò với nhau. Còn nếu như chúng ta cảm nhận không rung động, chúng tôi cũng khuyên không nên bấm. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. À, rồi, em gái không bấm. Thật ra một câu chuyện rất đẹp, đẹp lắm các bạn. Nhưng mà khi em gái nói câu đó, tự nhiên tất cả đều trùng lại, đứt ngang một cách đột ngột như vậy. Sau chương trình này em vẫn sẽ kết bạn với bạn. Em vẫn đi Bảo Lộc. Dạ vâng, em vẫn sẽ đi Bảo Lộc. Biết đâu mua nhà để trồng trà. Dạ. Để bán trà, uống trà. Dạ vâng. Để nghe đọc thơ. Dạ. Mời nhà trai. Và chào Quyền Linh. Rồi. Chào khán giả. Rồi, mời em ngồi. Ồ. Xin mời nhà gái. Mời đi. Oh wow. Chào bạn. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu, mình nói chuyện lớn lên để cảm nhận về nhau rồi chúc mình mở rào ha. Mời nhà trai. Dạ, em tên gì để giới thiệu ạ? Em Trịnh Ngọc Hà ở Hợp Thắng, Tiểu Thương Thanh Hóa. Em đang bán quán nhậu quê ạ. À, quán lẩu dê hay lẩu bò hay lẩu... Dạ, bán bia thì ạ. Ở đó với ai? Dạ, em ở với ba. À, tức là hai cha con ở thôi. Vâng, em nhà riêng, bố em nhà riêng. Sao hai cha con không dọn ở chung? Dạ, em bán hàng thì em ở bên quán luôn. À, mở bên quán, bố em ở riêng. Dạ, dạ. Nhà trai có quán nhậu, bán bia. Vậy chắc nhậu dữ lắm á. Có dạ, cũng không dám nhậu nhiều. Ta dành thời gian bán cho ai dành thời gian nhậu. Hà, 34 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Nhà gái đã nghe rồi, bây giờ tới nhà gái giới thiệu nè. Ừ. Chào chú Kiền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả, chào bên nhà trai và gia đình nhà trai ạ. À, em là Dung, em đến từ Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Ôi giời. Em 29 tuổi. À, công việc nhà em thì em kinh doanh quán bún đậu mắm tôm ở Bình Sơn luôn ạ. Hay, hay, hay. Trời ơi. Vô luôn. Bún đậu mắm tôm xong mình qua mình bún bia luôn. Dạ. Cách bao xa? Cũng 5-60 cây. À, Bỉm Sơn, em là Triều Sơn. Em gái là mình sinh sống với lại mình kinh doanh ở ngoài đó luôn hả? Dạ vâng ạ. Nào, hôm nay định mệnh nó như thế nào chúng ta chờ xem. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng ạ. Biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì cũng hơi nóng tính mà lại cũng nhiều lúc cũng phải biết hạ xuống. Nói lớn tiếng không? Nói lớn tiếng. Đấy, cái đó lo nhất đấy. Lớn quá nhiều khi tổn thương ta nha. Sao tình hình sao mà mới bị thương? Dạ, em thì cũng thất hứa với chương trình. Thật sự với anh là một năm nay rồi. Chương trình gọi em đi thì mẹ lại ở quê lại cũng không may lại cũng mất. Đến lúc chương trình gọi em nữa lần 2 thì lại bị Covid, lại không đi được. Trời ơi. Sau bây giờ lần 3 thì em lại cũng bị tai nạn, không đi được. Hôm nay là lần thứ 4 ạ. Lần thứ 4 này em quyết định. Đó là duyên nào đó quý vị. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em cũng khá giống bạn Nam ạ. Em hòa đồng, vui vẻ. Còn khuyết điểm của em thì em cũng khá là nóng tính. Thật ra là khi mà em bực lên, em nóng tính nhưng mà em nói xong mà nếu mà cảm thấy bực quá là thôi em sẽ im lặng, không nói nữa. Để sau nói chuyện sau. Đỉnh cao của sự nóng tính là im lặng đó hả?
mình bàn nhau nếu nóng tính quá người đem bún đậu bún tôm, người đem bia vô nhậu là hết nóng. Không, đường tình duyên của em sao rồi hả? Dạ em cũng hai ba mối tình ạ. Thời học sinh thì cũng yêu cũng đạp 20 cây số để tặng một bó hoa về đấy. Trời, chứ còn không cầm tay cũng chỉ tặng hoa xong về đấy. Thứ hai thì cũng yêu xa thì cũng không gặp được nhau được thời gian rồi là phôi phai dần dần. Rồi cũng không nắm tay luôn. Thì em tập trung vào buôn bán làm ăn nên không có thời gian để mà tìm hiểu về bạn vậy thôi đó hả? Dạ, lần này dạ, là dạ, phải dạ. Đi ăn bún đậu mắm tôm cho nó sâu sắc nha. Yêu nhau kỳ này là dứt khoát phải ăn bún đậu mắm tôm. Dạ. Rồi bây giờ hỏi về đường tình duyên nhà gái nè. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Em mới ly hôn ạ. Em mới ly hôn ạ. Em ở chính thức ở đấy bên nhà chồng thì khoảng được hơn một tháng là em ly hôn luôn rồi ạ. Quen nhau bao lâu thì kết hôn? À, quen thì anh đấy nói chung là bạn với anh họ nhà em. Từ lúc đó em còn bé xíu là em đã biết anh đấy rồi, khoảng tầm hơn 10 năm liền. Nhưng mà để cái lúc mà anh ấy tìm hiểu để mà vào tán mình, để kiểu tán tỉnh để muốn tiến tới hôn nhân ấy ạ. Trong quá trình quen biết mình thấy hiền lành, thấy anh ấy đối xử với bạn bè rất là tốt. Tại vì vốn dĩ em cũng không có yêu đương nhiều hay sao, em thấy cứ hiền tốt là được rồi. Để cưới nhau có mấy tháng thôi. Trong mối quan hệ vợ chồng hoặc là cuộc sống hàng ngày đấy, nếu mà có kiểu cuộc sống khó khăn hay là những mâu thuẫn thì em có thể chịu được. Nhưng mà tại vì do trong thời gian ở đấy thì do chắc là do em khóc quá nhiều đấy. Thì mắt em có bị viêm vừa viêm giác mạc cấp vừa viêm kết mạc cấp. Thì em có đi viện thì cấp cứu thì anh ấy không cho đi, anh bảo em giả vờ. Thì bố mẹ đưa vào viện Hà Trung thì gần. Thì bác sĩ có bảo là họ bảo là khả năng chưa biết là có thể nhìn lại được không. Thì lúc em còn mang bầu nữa, nhưng mà tại vì là cũng kịp thời đấy ạ. Nên là sau đấy em sau một tuần thì em có thể nhìn lại mở, tức là như em với chị Ngọc Lan em có thể nhìn được, em có thể nhận ra được chị, nhưng mà không nhìn rõ được mặt. Thì khi mà đưa từ viện về thì chồng em nó để em luôn ở trong nhà ngoại và nó đi không qua lại luôn, nó đi về nhà nó luôn. Cái lúc đấy em không còn nghĩ cho em nữa, em nghĩ cho con, em bảo bây giờ nếu mà giờ về mà mắt em mà bị lại thì em có vào và hỏi với kiến bác sĩ, thì nếu mà bị nặng như thế thì chỉ có thay giác mạc thôi. Nghĩ đến là nếu mà em có bị như thế thì con em nó khổ nhất, rồi đến bố mẹ em, thì em cũng chưa nghĩ đến em nữa, thì em quyết định em ly hôn. Và tụi em có một đứa con hả? Dạ. Con gái hay con trai cơ? Dạ con gái ạ. Mấy tuổi rồi em? Con gái em năm nay 5 tuổi rưỡi rồi ạ. Em ly hôn bao lâu rồi? Tức là em ly hôn từ năm 2016. Nghe hoàn cảnh như thế thì em cảm nhận thế nào hả? Em cũng chẳng biết nói gì hơn cả, thì thấy cô rất là đáng thương. Một người phụ nữ đáng thương ha. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Đối xử tốt với em được ạ. Bị tổn thương rồi nên rất là kỹ lưỡng trong cái việc chọn nha. Con gái 6 tuổi bây giờ ở với ai vậy em? Dạ con gái ở với em ạ. Một mình kinh doanh rồi lo cho con luôn hả? Nói chứ mình cũng phải có một cái lý tưởng về người đàn ông của mình chứ. Cao nhiêu, cao cỡ sao? Nói đi để chị qua chị ngó. Cũng cần có chiều cao ngoại hình đấy ạ. Từ 1m68 đổ lên là được ạ. Bình thường nói chung là sạch sẽ. Em không thích những người con trai mà để móng tay dài các thứ. Ê, không có. Không có móng tay vậy. Móng tay đâu. Tao bắn bia đâu phải. Ơi đen. Đen giờ là gì? Sao? Lo đen là gì? Lo nướng cá. Đây là đen do công việc thì không sao ạ. Bây giờ là mình làm nhiều khi anh làm quán nhậu thì chắc là do làm. Dạ vâng. Được đúng không? Em về em chăm cái phần đó được đúng không? Trời tôi lo lắng cho cô về, gái này quá. Em cứ gọi là tút lên y như em, tóc tai như em luôn. Dạ. Rồi làm trắng lên chút xíu như em thôi, đơn giản thôi mà. Dạ. Nhìn nghiêng nghiêng giống mặt Văn Khoa bắn đống bún đậu bún tôm. Mình muốn lấy vợ như thế nào? Em thì muốn người bạn gái cũng hiền lành, chịu khó làm ăn, có gì thì chia sẻ lẫn nhau vậy thôi ạ. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ em đi chị gái anh rể bên nhà em. Vâng, trước hết là xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Và chị bên gái. Anh cứ ngồi đi. Anh cứ ngồi xuống đi ạ, không sao đâu ạ. Cảm ơn anh. Em tên Hưng, là bạn học của chị gái Hà. Em đến từ Quảng Thanh Hóa và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Em thấy bạn gái bên đây thì nhìn cũng dễ thương, thì với người em của em thì em thấy hợp đấy. Hai em tìm hiểu nhau rồi cảm thấy là hợp thì mình tiến tới thôi. Anh muốn nghe ý kiến của chị ruột của Hà cái. Dạ Hà thì ở nhà thì cũng chịu khó, chơi bời thì cũng không phải là chơi bời nhiều. Mỗi khi mà bà đã muốn làm một cái gì thì nó có phải làm cho nhiệt tình, cho xong cái việc của nó đi. Thì nhiều khi ví dụ như mà em là có bạn bè hay đi chơi á, thì rủ nó đi chơi nhưng mà công việc của nó chưa xong nó cũng không đi.
em con em gái này thì cũng được, quan trọng là thằng cậu em, nếu thằng cậu em mà em nó ưng thì em cũng đồng ý thôi ạ. Rồi được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Nhà gái mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái với em chào hai anh chị MC và chào anh trai, chào bên nhà anh trai ạ, và chào tất cả các khách mời. Em là em gái của chị Dung. Thì chị gái em thì khá là hiền và vui tính. Bên ngoài thì có vẻ cá tính nhưng bên trong thì lại hơi yếu đuối, hơi suy nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình ấy. Nhiều khi hay có chút thiệt thòi. Thì em cũng mong là chị em có thể gặp được một người có thể hiểu và quan tâm chia sẻ với cả chị em. Anh Hà thì em thấy anh ấy khi mà vừa nhìn thấy anh ấy xuất hiện thì thấy anh khá là chắc chắn và hiền và khá là đẹp trai ạ. Và cái việc mà nếu như có duyên, anh chị có duyên sau này ở cùng nhau thì cái việc chăm sóc và ở chung như thế với cả bé như thế thì anh có cảm thấy thoải mái và hay là thấy khó khăn gì không ạ? Cảm ơn em. Thì anh thật sự thì cũng không quan trọng vì mình cũng đã có nhà riêng rồi. Hợp nhau thì chị gái em với các cháu lên nhà anh ở cũng được, không sao cả. Thì là mình là ở riêng cả chứ không vợ. Nếu mà anh lấy vợ thì cũng không phải là làm dâu. Có nhà có cửa đàng hoàng rồi nên cũng không phải lo vấn đề đó. Em cảm ơn anh. Rồi. Tốt quá. Cảm ơn hai gia đình. Bây giờ thì chúng ta mở rào để cho hai bạn gặp nhau thôi. Mở rào. Cố lên nha Hà nha. Hai bạn này mặc phu thê lắm đó. Bắt đầu đi. Tới chương trình anh có quà tặng cho em. Có hoa đẹp quá. Rồi ạ. Thôi này, tặng bạn gái hay tặng tôi? Tặng cho bạn gái ạ. Tôi tưởng tặng tôi, tự nhiên mang qua đây hết hồn. Cái gì vậy? Mở ra coi. Một chiếc xe đạp và hai người đèo nhau. Chở nhau đến già luôn nha. Lần đầu tiên gặp em gái thấy thế nào? Anh, chào em. Dạ em chào anh. Anh cũng thật sự với em cũng rất nhiều lần đến cũng mình cũng muốn có một cái hạnh phúc gia đình á. Dạ. Thì cũng mong mỏi rất lâu rồi. Thì cũng bận làm rồi cũng công việc cũng lu bu quá nên là cũng may nhờ chương trình thì hôm nay cũng được gặp em. Trước khi bước lên đây là cũng có một cái là xác định luôn là lên là xác định là phải tìm được một người của mình. Dạ, em thì em cũng chưa tiếp xúc đấy ạ. Em cũng không biết phải đánh giá nào nhưng mà nói chung là em cũng xác định là nghiêm túc là muốn tìm hiểu một ai đấy ạ. Tìm hiểu thì mình còn quá trình dài mà, mình sẽ từ từ tìm hiểu thì lúc đấy thì em mới biết được là anh như thế nào rồi. Anh thì cũng có tuổi rồi thì em sinh năm mấy nhỉ? Dạ em 93 ạ. Đúng hợp tuổi anh Quỳnh Linh ơi. Hợp tuổi hợp không? Hợp luôn ạ. Hợp quá đúng không? Em Hà bước tới đi Hà. Em gái đứng lên nào. Dạ. Đây. Một chút nắm tay. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt nhau. Các bạn có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói tất cả những cái gì mình suy nghĩ về và người đối diện của mình. Thật sự em là trước khi lên chương trình cũng không biết được là người như thế nào. Đấy mà cũng không biết được là như thế nào cả. Mà tự nhiên lên thấy em thì anh thấy cảm thấy là cũng có một cái gần. Thứ nhất là nghe nói là Việt Sơn là đã gần rồi. Thứ hai nữa là cũng cảm thấy em là con người gần gũi thân thiện thì cũng nên mình tạo một cái điều kiện cho mình gần gũi nhau hơn. Ok. Về vị trí đi Hà. Được rồi đó. Nhắm mắt lại. Kiểm tra lại một lần nữa xem trái tim mình có rung động hay không nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau nào. Đang tay vào nhau đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình đó.
mình hãy nhìn ống kính mình xin phép gia đình của bạn gái. Con chào hai bác gái. Hai bác gái hả? Hai bác thôi. Hai bác. Bên rồi. Họ gái. Thì cháu thì cũng quê cũng Triệu Sơn ạ. Thì may mắn thì gặp được con gái của bác ở trong đây. Ở quê gần quê mà không biết mà phải vào đây thì mới gặp được nhau. Thì trước hết thì con cũng xin phép hai bác cho bọn con được hẹn hò với nhau, được đàng hoàng. Con hứa thì con sẽ làm chọn bổn phận của một người người chồng và một người bạn trai của con của bác. Cảm xúc của em gái thế nào? Thật ra thì bạn này rất là xúc động đó. Cũng có phần lo lắng đúng không em? Dạ. Chị biết được là em có một chút gì đó hơi lo lắng. Nhưng mà thôi thì mình cho mình cơ hội. Mình cho người ta cơ hội, tức là mình cho bản thân mình cơ hội. Các bạn đã xem chương trình là gần hơn 10 năm nay rồi. Nó đều có nụ hôn đầu tiên khi chúng ta bấm nút hết. Nào, cứ làm nhiệm vụ của mình đi Hà. Chán ạ. Thôi nhà trai. Rồi, chào chú Quỳnh Linh. Rồi. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời em ngồi. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Cháu là Tống Bá Thường, cháu sinh năm 1995, cháu ở Hà Nội. Mình làm công việc gì thường? Cháu làm nội thất. Rồi mình từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, vâng. Giờ tới phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ vâng, con chào chú Quyền Linh ạ. Chị Ngọc Lan ạ, em tên là Đặng Thị Hằng, sinh năm 1998. Hiện đang là nhân viên tư vấn tuyển sinh của một trung tâm tiếng Anh ở ngoài Hà Nội. Coi chừng hai bạn này đi cùng chuyến bay đó. Các bạn bay chuyến nào vậy? Em vừa mới đêm qua. Còn thường là bay lúc mấy giờ? Cháu bay từ 8:45 hôm Chủ nhật. Bay trước rồi hả? Nhà trai vào trước nhà gái. Đấy, đấy là duyên nợ đó quý vị. Họ ở tại Hà Nội mà họ không gặp nhau, họ đến thành phố Hồ Chí Minh để cùng kết nối. Đây là một trong những cái thuận lợi nhất của hai bạn đó nha. Thường nói cho bên nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi Thường. Ưu điểm của cháu là hoạt bát và hơi năng động. Hoạt bát và hơi năng động hả? Chưa thấy hoạt bát lắm nha. Chưa thấy hoạt bát hơi... Nãy giờ hơi nhút nhát đó. Mới lên sân khấu hơi nhút nhát thôi. Từ từ nó phải năng động đúng không? Vâng, Thường vâng. Rồi, hoạt bát năng động rồi gì nữa Thường? Tạo run quá. Run quá. Thoải mái lên, thoải mái lên. Quên hết rồi. Thường có biết hát không? Không biết hát hả? Không biết gì. Trong những lúc mà hồi hộp căng thẳng thì Thường làm gì để giải tỏa điều đó nè? Cháu nghe nhạc. Nghe nhạc hả? Nghe nhạc giờ không có nhạc đâu nghe. Thường là mình phải tự hát, mình nghe ha. Thôi thoải mái lên đi. Ưu điểm của mình ngoài cái đó là còn gì nữa? Có khuyết điểm không? Có. Không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn? Vâng. Ăn được không? Ăn được. Ăn được mà nấu không được đúng không? Vâng. Đây có khuyết điểm gì nữa không Thường? Hơi sợ ma. Sợ ma nữa? Vâng. Tướng này ma nào nó sợ chứ mình sợ ma gì trời. Rồi. Đó. Ưu điểm khuyết điểm nhà trai là vậy, nhút nhát nè. Năng động nhưng mà cũng hơi nhát trước đám đông. Không biết nấu ăn. Sợ ma nữa đó. Cái điểm sợ ma này nó mới ngặt nghèo nè. Rồi mốt sao mình dẫn bạn gái đi coi phim ma không biết nữa. Thường ta cô gái là người ta phải dắt bạn gái đi coi phim ma. Rồi cho bạn gái sợ rồi ta giả bộ ta ôm đồ tác động rồi. Đằng này sợ ma quá rồi làm sao đây. Hỏi bạn gái có sợ ma không vậy? Bạn gái có sợ ma không? Em không ạ. Đó thấy chưa? Thôi vậy không sao. Bạn con gái ta không sợ ma rồi. Bù trừ. Bù trừ. Đúng bù rồi trừ. Rồi chúng ta đến với ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ vâng, về ưu điểm thì em mọi người hay nhận xét là em khá là nhẹ nhàng và hiền. Vậy thôi hả? Dạ vâng. Không, điều đó chị cũng cảm nhận được. Rồi còn khuyết điểm của mình? Về khuyết điểm thì là ngủ. Ngủ bình thường thì em ngủ rất là sâu. Rất là sâu luôn, thậm chí là báo thức kêu nhưng em không nghe được luôn. Sâu đậm luôn. Rất sợ. Rất sâu và em cũng đã từng có một lần từ hồi đợt sinh viên em ngủ sâu quá thế là bỏ luôn thi. Trời ơi. Cuối cùng là phải xin thi lại ạ. Đó, có người qua coi mắt em kìa. Chào con gái. Ồ dễ thương quá. Cô gái Hà Nội dễ thương.
Chàng trai đây rất là nhút nhát, mà mỗi lần nhút nhát mà căng thẳng là chàng ấy muốn nghe nhạc. Dạ. Nhà gái có thể hát tặng cho nhà trai bài hát nào đó để nhà trai năng động lên chút xíu không? Bên đây ngồi rung lắm. Dạ vâng ạ. Thế thì em xin hát một bài, một đoạn ở rồi. Trong bài Cầu Hôn. Cầu Hôn, wow. Thấy chưa? Nghe nha. Dạ. 2, 3. Nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn có đánh đá tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa túc cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình gặp nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói, anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Về không? Có về. Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Nghe nghe thấy sao, cảm giác sao? Thích chưa? Thích rồi. Sao ạ? À? Thấy nhà gái. Nhà gái thấy thích rồi đó nha. Nhà gái tôi thế nào ạ? À? Thích rồi, dễ thương. Một cô gái rất là dễ thương, hát nghe ngọt ngào nữa. Nhà trai nghe thôi đã xém đổ rồi đó. Sáng hôm nay tôi cảm thấy tự hào vì nhà gái của mình quá mọi người ạ. À. Nhà trai tôi cũng được lắm rồi nha, cũng sói ca lắm á. Cao chắc cũng 1m9, 2m chứ không giỡn đâu nha. À, nhắc tới chiều cao thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi luôn về tình trường của cô gái. À, em thì chưa có mối tình nào cả. Trời sao ơi. Vậy cưng? Em đẹp quá mà, sao vậy? Hay dễ là em khó quá? Chắc có lẽ cũng vậy. Hả? Dạ. Vậy là chắc là cái yêu cầu của em nó cao lắm đúng không? Yêu cầu cao không? Yêu cầu cao như chàng trai bên kia không? Em nghĩ là em thì chỉ em sẽ thích một người con trai bản lĩnh. Một người hướng về gia đình. Và chắc chắn là sẽ yêu thương người phụ nữ của mình. Còn về chiều cao sao em? Chiều cao bên thì... kia là lợi thế chiều cao đó. Chiều cao, cao thì em hang luôn. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, cao hay thấp đó. Dạ. Trời sao con bé này nó xinh đẹp, nó dịu dàng như thế mà yêu cầu của nó đơn giản, nhẹ nhàng quá. Có nào khó hơn? Có gì khó hơn nữa không? Vậy thì gia đình bên nhà trai dư sức đáp ứng nhu cầu của nhà gái rồi. Em hỏi gì nó khó hơn đi. Bên em... đó, bên đó cô gái xinh đẹp lắm em trai. Chắc bây là giờ em nào? Cũng chưa có nhiều trải nghiệm, thành ra là cũng chưa có. Nghĩa là nhiều khi là em chưa kịp nghĩ ra đâu, dạ đúng vâng, không? Bây dạ giờ vâng. Chị sẽ qua bên nhà trai, chị sẽ trò chuyện coi như thế nào. Đó, nhà trai tôi thì xoái ca, cao hơn cây thang luôn, yên tâm. Ngon lắm. Ôi nè bà nói, cái gì ngon? Ăn được không ngon? Tôi không ăn, mai mốt bên đây ăn, nên là tôi thấy, tôi nói trước là ngon. Ngon, ta về mà ngon gì? Hấp dẫn. Ơi, nào, đẹp trai cao ráo, chào em. Tên thường chứ không có thường nha. Không hề thường chút nào không hả? Không hề thường. Vậy là bất thường lắm hả? Không, không có bất thường, không có bình thường. Mà nó vô thường. Vô thường. Đó. Nà, thôi không giỡn nữa nè. Bây giờ nè, chàng trai nói cho chị nghe là bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 20 tình. Nhưng mà lý do chia tay là xa quá, một cái địa lý xa quá. Rồi cách xa quá hả? Vâng. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Mới cả ngày đấy là cũng còn năm đấy mới có 20 tuổi. Tôi suy nghĩ là chưa đủ sức hả? Suy nghĩ là chưa trưởng thành. Khớp đồ nó chưa cứng để chưa trèo được đúng không? Vâng. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bây giờ nó gần sát bên đâu có cần trèo, gọi là trèo đèo lội suối gì. Trời, đâu vậy là giống như định mệnh như đó, lần này đúng là rồi. Cùng ở Hà Nội là định mệnh luôn đó. Ở đâu này hỏi coi có ở gần phường nhau không, hỏi đi. Bạn là ở chỗ nào Hà Nội nhỉ? Em đi, em ở chỗ nào Hà Nội em ơi? Em ở Hà Đông. Quận Hà Đông. Anh ở Trương Mỹ là gần nhau không em? Gần ạ. À vậy hả? Sát bên em. Ủa vậy hả? Trương Mỹ Hà Đông sát bên. Em ở chỗ nào Hà Đông? Em ở Dương Nội. Ô, có 7 cây. Bảy cây. Wow. Nè,
Mà em nghe cái chữ Hà Đông em có nhớ đến cái câu gì không? Cái gì Hà Đông đó? Cái gì Hà Đông ta? Cái gì em đó? Sư tử Hà Đông. Hả? Sư tử Hà Đông. Sư tử Hà Đông. Sợ không? Không, 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 không sợ, không sợ luôn. Không sợ đúng không? Không sợ. À, vậy là gần nhau cách có 7 cây thôi mà chúng ta không gặp nhau, mà chúng ta phải vượt gần 2.000 cây số ta mới gặp nhau đây, đó là duyên đạo. Đúng rồi. Dạo nãy nghe bên kia nói về những cái yêu cầu về một người đàn ông của bên kia, em cảm thấy là mình có thực hiện được không? Chắc là có. Chị thấy dễ quá mà. Nếu mà chưa thực hiện thì sẽ phải cố gắng hết sức để mà thực hiện. Ừ. Dễ lắm, rất là dễ. Tóm lại là hôm nay hai bạn này nó thuận lợi rất là nhiều luôn. Bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích đàn ông gia trưởng. Gia trưởng? Có gia trưởng không? À là không ạ, cái đấy em không có. Bên đây hiền lành lắm. Phải chẳng. Vũ phu. Vũ phu? Ồ cái đấy thì có thủi ai bao giờ chưa? À chưa, toàn bị đấm thôi. Trời ơi, đàn ông mà gia trưởng vũ phu nó kinh khủng lắm nha. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hai cái đó sao đã mệt rồi đó. Hai cái đó là mà ai mà dướng phải hai cái đó thôi bỏ đi nha. Bên đây là không có. Bên đây cũng không có gia trưởng vô phu gì hết trơn. Bây giờ cái gu bạn gái em là gì nè? Hiền lành và chung thủy được. Vậy thôi hả? Trời, hai bạn này sao dễ dàng quá vậy? Hiền, có hiền, dễ thương lắm. Mình đi với ai vậy em gái? À, hôm nay thì em có đi một mình thôi. Rồi. Xa quá. Còn chàng trai. Em đi mấy cái bác ấy. Bác hả? Rồi mình gặp bác chút xíu đi. Dạ, con chào bác ạ. Chào nhà trai. Dạ vâng, xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Mời anh cầm cái micro dùng lên nè. Rồi, chào. Dạ vâng. Nói được rồi anh. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Họ nhà trai chúng tôi, đại diện của cháu Thường đây, chúng tôi một kỳ vọng rất lớn là hôm nay được gặp hai MC, và đồng thời cũng là một kỳ vọng lớn nhất là sẽ đi là sẽ không về không. Tức là không biết rằng MC có hiểu rằng là chúng tôi đi là mang một quyết tâm rất cao và một kỳ vọng rất lớn, đi không về không. Tức là không bao giờ về không. Cũng đi không. Hiểu không ạ? Đi không có người, về phải có người. Đấy, có người là vậy. Đúng không? Dạ vâng, đúng như thế. Vậy thì nhà trai đánh giá bên nhà gái như thế nào nè? Nhìn nhà gái có thấy được không? Quả thật là về vị trí địa lý thì rất là gần. Thế nhưng mà ngược trở lại thông qua cái chương trình này, vậy là cháu tôi có một cơ hội rất lớn. Chỉ chúc cháu rằng gì, cơ hội như thế này mà cháu không tận dụng được thì là cháu hơi kém. Tuy rằng tên là Thường nhưng bác kỳ vọng rằng cháu sẽ phi thường. Hay quá. Cảm ơn nhà trai đó. Không tận dụng được là không được nha. Bằng mọi cách phải tận dụng, về đi một mà về hai nha. Chuẩn bị mở rào, cố lên nha Thường nha. Nghe là chú dặn không? Chào em. Mời em một quà tặng với bạn. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Đứng đó chưa? Đây mà này. Cảm ơn anh. Mình nói to to lên cho mọi người nghe. Nãy giờ anh thấy em sao? Không nghe tiếng gì, cách nào không nghe tiếng gì. Không, đúng rồi. Đó, bị phản đối rồi kìa. Nãy giờ nghe tiếng nói rồi gặp em, anh thấy sao? Phi thường đâu. Anh hơi nhát thì em có thích không? Hay là có gì không thích không? À, em nghĩ là đó là tính cách của mỗi người. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau một cơ hội. Chưa nói gì mà cơ hội cái gì. Rồi, thôi về chỗ ngồi đi. Kinh nghiệm truyền cho nó coi. Nếu à, bác đang ở độ tuổi như con ấy thì ngay vào luôn là 100% luôn, không phải đắn đo gì nữa. Bây giờ con nói được không? Mọi khi thì nghe mạnh dạn coi như can đảm lắm mà sao hôm nay gớm gặp bạn gái thế nào tự nhiên lại mất hết coi như là cái uy lực, cái khí thế đi. Động viên nó đi, nói gì đi. Rồi, cứ yên tâm nhá, bình tĩnh nhá, tiến lên nhá, tiến chắc nhá, tiến vững bền. Và mình đã định như thế nào là quyết tâm phải thành công. Đó. Cháu sẽ cố lên. Nghe lời bác chưa? Dạ, nghe rồi ạ. Bắt đầu, nói đi, nói chuyện đi. Em gái cũng hơi cần. Em cảm giác bên nhà trai thế nào? Em mời lời, em xếp đánh trước. Ừ.
Em đã không biết nói gì. Anh thì anh em nghĩ giống là em. Anh cũng sẽ là một người hiền. Đúng, anh hiền, anh cũng hiền lắm. Dạ. Tôi hơi nhát. Dạ. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào nói cho nhau nghe đi. Quan điểm tình yêu của em thế nào? Em nghĩ là em nghĩ là giữa hai người sẽ cần có sự tôn trọng với nhau. Anh thì nghĩa là anh chỉ cần một người mẫu, người bạn gái này có thể là chung thủy là được. Cũng không nhất thiết phải là quá xinh, quá đẹp. Mình chỉ là chung thủy là được. Bây giờ anh chỉ có trai, vậy thôi. Hỏi nhà gái là hẹn hò sao, em thích đi chơi đâu, thích ăn cái gì, có thích đi xem phim trong buổi hẹn hò không? Em hỏi đi, hỏi đi rồi mới mốt mình về Hà Nội là mình tới bến luôn. Không, thực ra thì từ Trúc Sơn mà ra Dương Nội nó rất là gần, gần lắm chị ạ. Thế nên là chỉ cần đi độ 50 phút là đến nơi thôi à? Không, em nói với bạn gái, em hẹn hò bạn gái mà, đâu phải hẹn hò chị đâu mà em không gần hay không gần với chị. Một tuần thì thời gian em có thể dành được vào thời gian nào? Cũng tùy đấy ạ. Cũng tùy. Là công việc của em thì cũng khá là bận. Cũng tùy. Cuối tuần thì em có rảnh không? Cuối tuần. Cũng tùy hôm ạ. Tùy hôm. Vâng. Anh cũng thế. Anh thì nói chung là nếu mà hẹn nhau thì đi chơi, đi xem phim thì sẽ để hẹn trước một hôm. Hai đứa đều sắp xếp đấy. Thì sẽ dễ đi hơn. Thì công việc anh cũng khá là bận. Hỏi em đi, quan điểm hôn nhân của em thế nào? Chúng ta bao lâu thì có thể tiến tới rồi? Con cái tính sao? Hỏi đi. Run quá. Mới để bác lên nồi nói thế giùm cho. Theo quan điểm của em thì bao giờ thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là nếu mà gặp được người phù hợp thì chắc là hơn một năm là được. Hơn một năm được. Anh cũng nghĩ vậy, bởi vì là thời gian thì nó sẽ chứng minh cái tình cảm mình dành cho nhau như thế nào, cũng giúp mình hiểu nhau hơn ấy. Thì mình sẽ có cái quyết định nó đúng đắn hơn. Thôi anh chỉ có thế thôi. Trời đất ơi, có thế thôi đó hả? Cháu đơn giản lắm chú ạ, cháu không có yêu cầu gì nhiều gì cao luôn. À, bây giờ nè, cháu dễ tính mình lắm. Nhà trai, mình phải nói nhà gái tin tưởng của mình, tức là bây giờ anh đang chuẩn bị những gì cho hẹn hò, chuẩn bị gì cho hôn nhân. Anh đã có những cái gì rồi, chuẩn bị gì nói cho nhà gái ta yên tâm đó. Thí dụ anh đang chuẩn bị hành trang cho những cái cuộc hẹn hò thế nào, sắp tới khoảng bao lâu thì mình chuẩn bị, bây giờ lấy nhau về mình ở đâu, mình làm gì, nói cho nhà gái biết đi, theo cái gọi là khát vọng của mình đó. Nói theo anh tính thì khoảng một năm mình sẽ lên, gọi là có gia đình. Và khi có gia đình thì mình sẽ hướng tới về nhà ở với ba mẹ, hay là ở riêng, hay là anh hướng tới mua miếng đất nào ở Hà Đông chẳng hạn, hay anh mua sư tử nào đó, thí dụ đó. Mình nói cho nhà gái biết đi. Mua sư tử chị đó. Anh thì nhà là có con một, thì là anh hy vọng là em sẽ về làm dâu bố mẹ anh. Đó, hỏi em làm dâu được không? Em có làm dâu được không? Nếu mà ba mẹ mà thoải mái thì em có thể làm dâu được. Bố mẹ anh còn... dễ tính lắm. Đó, bây giờ hỏi em, lấy nhà về em có muốn mấy đứa con? Cái đấy chắc là để sau được không chú? Không có cái định hướng. Nổi luôn. Cái định hướng chứ. Nhiều khi ở đây người ta thích khác mình sao? Nó phải hợp nhau tất cả mọi suy nghĩ luôn. Cho nên giờ tôi phải nhào lên đây tôi nghe nè. Cái gì hết. Ủa, mic này vẫn nghe rõ mà. Em nói nhỏ xíu à. Thì lấy nhau về thì em muốn có mấy con? Về chuyện con cái sau này thì em nghĩ là con cái là trời cho. Trời cho. Vâng. Anh cũng nghĩ thế. Thì trời cho bao nhiêu thì mình có được bấy nhiêu. Dạ vâng. Bây giờ em hỏi lại coi, thường mấy ông đàn ông á là lấy vợ thì không cho vợ làm gì, bắt vợ ở nhà. Đó, em hỏi coi ảnh có cho đi làm không? Hay bắt làm gì, định hướng cho em làm gì? Sau này anh có vợ ấy, thì anh
muốn là vợ mình sẽ đi làm hay là ở nhà. Anh nếu mà anh có vợ thì anh sẽ để vợ anh thoải mái, thích làm gì cũng được. Nghĩa là làm sao mà ở đây thoải mái là được. Còn mọi nghĩa là công việc của em thì em có thể làm và công việc của anh vẫn làm. Nghĩa là em có thể ở nhà làm hậu phương cho anh cũng được. Còn ra bên ngoài để anh xử lý được. Rồi hỏi luôn, nếu mà bây giờ em đi ra ngoài em làm việc xã hội thì anh có sẵn sàng hỗ trợ em việc nhà, cùng em làm việc nhà phụ em hay không? Tại vì cơ bản là làm dâu đó. Cái đấy. Hỏi. Vừa rồi thì em cũng nghe là anh không biết nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn. Nhưng mà nếu mà có lý do để nấu thì anh vẫn sẽ vào sẵn sàng ở bếp. Dạ. Thì dạ vâng. Ok. Cảm giác như hai bạn này là chỉ chờ bấm nút thôi, giờ chứ không muốn nói chuyện nữa. Hai bạn này là chỉ muốn đi xuống dưới nói chuyện thôi. Đốt cháy hai đoạn. Đúng tài. Anh muốn nói là qua chương trình này mình đã có duyên gặp nhau ấy. Thì anh hy vọng là mình không phải là người đầu tiên, nhưng anh sẽ mong là mình sẽ người cuối cùng của nhau. Cái câu này nó quan trọng lắm. Bây giờ mình đứng lên, mình tấn công tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái, mình nhìn thẳng vô mắt bạn gái, mình nói câu đó nó mới ép về. Thiệt. Trời ơi chị. Em phải làm như vậy thì em mới đem người ta về được. Chứ giờ em đứng đây xa quá, người ta không nói. Chưa kể người ta cận, người ta không nhìn thấy được em. Không, em bị cận hả? Không, chị nói giả bộ gì hết. Chị thí dụ vậy. Dạ, lên luôn, em lên luôn. Lên luôn, đúng. Máu lên. Thì anh hy vọng là... Chưa, đứng lên. Chưa, nhìn mời người ta đứng lên, nắm tay rồi. Thì anh hy vọng nắm là... Nắm hai tay. Anh hy vọng là mình ở đây là có duyên với nhau ấy. Thì anh hy vọng là mình sẽ cho nhau một cơ hội để cùng bấm nút để về với nhau. Đấy, anh hy vọng đấy. Dạ vâng. Mình có hát tặng bạn gái một bài em hát để sờ, tinh thần không? Em sợ bạn em không biết hát ạ. Chỉ nghe thôi. Em chỉ nghe thôi ạ. Em không biết hát. Rồi vậy thôi, được rồi đó, hai bạn về chỗ. Lẽ tôi kêu bác ngồi dưới hát chứ. Rồi để bác bấm đi. Thường tôi đây trái kìa Thường. Bên này. Đúng rồi. Đây chị hỗ trợ cho. Vậy đúng em không ngồi chị? Sát vô chứ. Hai bạn suy nghĩ cho kỹ nha. Khi bấm nút chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, đây có phải là một nửa người cùng đồng hành với chúng ta không? Cảm xúc của mình bây giờ thế nào? Tim có đập không? Cảm xúc có một chút gì đó nó rung động hay không? Nếu có, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Chúng ta phải sống thật bằng cảm xúc của mình, sống thật bằng suy nghĩ của mình nha các bạn nha. Không bấm gì điều gì bằng điều gì cả. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. Chúc mừng em. Đó, chưa nó nắm tay liền thấy chưa? Nó tới liền thấy chưa? Ở đây anh mới nhát thôi nhưng mà ở ngoài em không nhát đâu. Lên đây đông, chương trình hơi run. Hơi run á, nhiều nàng người ta chưa yêu lần nào luôn đấy. Vâng. Nói chung là mình đã có duyên thì anh nhất định sẽ trân trọng em. Bây giờ em hứa gì với gia đình của cô ấy đi đang theo dõi chương trình đó. Xin phép gia đình người lớn cho tụi con làm quen với nhau. Vâng. Tìm hiểu nhau và con hứa với gia đình gì đó. Nói đi. Con xin phép hai bác là cho con quen em và nhất định con sẽ cố gắng để có thể sau này lo được cho em. Đó. Tin vào lời nói không? Dạ vâng, thật ra là gặp nhau buổi đầu tiên ý, thật ra là cũng chưa thể nói lên được điều gì. Em thì nghĩ là mình có thể là cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Thật là cái lời hứa trên sóng truyền hình nó quan trọng lắm nha. Không thể xóa được đâu. Hàng chục triệu người đang xem. Mình đang đối diện với gia đình, với tất cả bạn bè, người thân của mình. Hứa những cái gì nãy giờ mình nhớ, mình thực hiện cho đúng thôi. Anh chỉ muốn nói là em hãy tin vào anh. Nhất định anh sẽ làm được, sẽ lo được cho em. Hay quá. Hay quá.